Dạ, cái đẹp điều thú vị đó là mắt của bạn tê giác mọc ở hai bên, nên là trong tự nhiên khi mà mình gặp tê giác mình đứng trước mặt bạn sẽ không thấy mình nha. Rồi, rất nhiều bạn tê giác đang tắm bùn ở phía dưới đây luôn ạ. Và các bạn tê giác cũng có một thói quen đó là hay mài sừng của mình và các gốc cây ạ, nên nhìn gốc cây ở đây nó sẽ hơi sơ sát một xíu ạ. Rồi, bên tay phải